Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 7. Về nội dung ôn tập, chúng ta sẽ ôn tập chủ đề 3, một số tính cách tốt đẹp của con người ở thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề 4, văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh. Bài kiểm tra với hình thức thực hành tại lớp. Đây là sản phẩm của cá nhân, trong thời gian là 45 phút. Về chủ đề 3, một số nét tính cách tốt đẹp của con người ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 tính cách chủ yếu. Thứ nhất đó là tính yêu nước nồng nàn, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Thứ hai đó là tính cách linh hoạt, năng động, sáng tạo. Thứ ba là tính cách trọng nghĩa, hào hiệp, hiếu khách. Thứ tư là tính cách xung hợp, hài hòa. Và thứ năm là sống thực tế. Ở mỗi nét tính cách thì các em sẽ lấy một số ví dụ. Như là ở tính cách đầu tiên là yêu nước nồng nàn, kiên cường đấu tranh, chống giặc ngoại xâm. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào thời kỳ thời Nguyễn, thời Pháp thuộc và thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Ở tính linh hoạt, năng động, sáng tạo thì Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chọn lọc, giao lưu văn hóa từ khắp mọi miền. Mỗi người dân là một nhân tố năng động, sáng tạo và thanh niên và trí thức là vốn quý để thành phố này trở thành thành phố năng động và sáng tạo. Thứ ba, tính cách thứ ba là trọng nghĩa, hào hiệp và hiếu khách. Các em có thể lấy một số ví dụ như là người dân ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt những bình nước, thùng bánh mì miễn phí ở bên vỉa hè, bên lề đường, hoặc là sẽ đi phát cơm miễn phí trong các bệnh viện, vân vân. Tiếp theo là các em sẽ kể tên một số anh hùng liệt sĩ của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể kể tên một số anh hùng liệt sĩ như là Phạm Thế Hiển, Trương Định, Phan Xích Long, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Minh Khai, Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vân vân. Các em sẽ tìm hiểu thêm nhé. Về chủ đề 4, các em sẽ lựa chọn một món ăn mà em yêu thích ở thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu về món ăn đó cho cả lớp cùng nghe. Yêu cầu: vẽ sơ đồ tư duy, giới thiệu về cách chế biến món ăn, tìm hiểu một số địa chỉ nổi tiếng bán món ăn đó để nhiều người yêu thích, hoặc địa chỉ em thường ăn để giới thiệu cho các bạn đến thưởng thức. Ở đây cô có ví dụ về món gỏi cuốn. Chúng ta sẽ vẽ sơ đồ tư duy, giới thiệu về cách làm món gỏi cuốn và tìm hiểu một số địa chỉ bán món gỏi cuốn nổi tiếng, hoặc là những cái địa chỉ mà em thường hay mua gỏi cuốn. Hoặc là chúng ta có thể giới thiệu về món cơm tấm Sài Gòn hoặc là các món ăn khác. Về tiêu chí của bài thực hành thì mức đạt là các em sẽ đạt được 2 tiêu chí, trong đó có một tiêu chí ở phần nội dung và một tiêu chí ở phần hình thức. Trên đây là một số hướng dẫn của cô về bài thực hành môn giáo dục địa phương 7. Chúc các em ôn bài hiệu quả, làm bài đạt kết quả cao.